Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Dự Thảo. Chào em. Cô ơi, hôm nay mình sẽ nấu món gì vậy cô? Món gì hả? Trước tiên là mình phải nghe lời yêu cầu của quý vị khán giả cái đã, vì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày luôn luôn đáp ứng những cái yêu cầu của quý vị khán giả mà. Dạ, đồng ý. Xin chào đầu bếp, chào MC và chào tất cả quý vị khán giả yêu thích chương trình Món Ngon Mỗi Ngày giống như tôi. Tên tôi là Big Sam, tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Dương. Tôi không biết hôm nay tôi có phải là người may mắn được chọn hay không, nhưng tôi rất hy vọng yêu cầu của tôi sẽ được chuyển đến đầu bếp của chương trình. Chồng tôi chuẩn bị trở về từ chuyến công tác vài ngày. Tôi vui lắm và tôi rất muốn tự tay mình sẽ nấu được một món ngon nào đó lạ miệng và thật là bổ dưỡng để bù lại cho anh những ngày anh đi công tác xa nhà. Vậy chương trình tư vấn giúp tôi với nhé. Và cảm ơn chị Bích Sang rất nhiều vì đã quan tâm và đồng hành với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và đến với chương trình thì chắc chắn là chị sẽ không phải thất vọng đâu. Các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày và đặc biệt là ngày hôm nay là cô đầu bếp Dự Thảo sẽ giúp cho chị đấy. Chắc chắn là khi giúp đỡ những người vợ mà có một cái tấm lòng yêu thương chồng và con, luôn luôn nghĩ đến gia đình như là chị Bích Sang, thì chương trình chúng tôi xem đó là một cái vinh dự rất là lớn. Và trong chương trình lần này thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và chị Bích Sang một món ăn vừa ngon mà lại bổ dưỡng nữa, đó là món vịt quay xào thơm. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần lưu ý là chúng ta sẽ phải chuẩn bị những nguyên liệu sau đây: 200g thịt ức vịt quay, nửa trái thơm, cà chua, dưa leo, rau cần tây, một ít tỏi băm, tương ớt, các loại gia vị thông thường và nước tương Phú Sĩ. Vậy là các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, chúng ta bắt tay vào sơ chế thôi cô ơi. Đầu tiên thì em nghĩ là có phải là cô sẽ cắt vịt quay thành những miếng vừa ăn không? Đúng rồi, là vì đây là một món xào cho nên khi mua ức vịt á, chúng ta sẽ bỏ phần xương đi, chúng ta chỉ sử dụng phần nạc không thôi. Và bây giờ cô sẽ cắt ra thành miếng vừa ăn nè. Và bây giờ thì cô sẽ ướp nửa muỗng cà phê tiêu, thêm một muỗng cà phê đường. Kế đó nữa là mình sẽ ướp vào một muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Nhưng mà cô đố Kim Thảo biết là tại sao mình phải ướp nước tương Phú Sĩ nè? Em nghĩ là ướp nước tương Phú Sĩ để cho vịt có màu đẹp hơn hả cô? Cũng đúng, nhưng mà chưa đủ. Khi chúng ta ướp nước tương Phú Sĩ vào trong cái món vịt quay xào thơm này thì sẽ giúp cho vịt quay á có cái màu sắc đẹp khi chúng ta xào và đồng thời cũng có cái hương vị thơm ngon hơn rất là nhiều. Quý vị ơi, quý vị nhớ là chúng ta ướp vịt với nước tương Phú Sĩ để giúp cho thịt vịt của chúng ta có vị thơm ngon hơn nhé. Và trong khi chờ cho vịt thấm gia vị thì chúng ta chuẩn bị sang những nguyên liệu còn lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt thơm nha. Đối với cà chua đó thì là quý vị khán giả sẽ không cắt múi cau như bình thường mà chúng ta sẽ cắt ra thành những cái khối vuông. Bây giờ cô sẽ cắt khối. Dưa leo thì đầu tiên là cô sẽ bỏ cái phần ruột cái dưa leo này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt khoanh như thế này, đơn giản thôi. Dưa leo và cà chua cũng đã cắt xong rồi. Còn nguyên liệu là cần tây, chúng ta cũng cắt xéo tương tự như là miếng dưa leo vậy đó. Kim Thảo giúp cô lấy một cái chảo, bật bếp lên nha. Quý vị khán giả sẽ qua đến giai đoạn chính của món ăn này, đó là giai đoạn chúng ta sẽ xào tất cả các nguyên liệu. Bây giờ dầu đã nóng, chúng ta cho tỏi vào. Đảo đều đến khi nào mà tỏi bắt đầu hơi có cháy cạnh một chút xíu. Chúng ta sẽ cho phần vịt quay vào trước, chúng ta xào. Bây giờ chúng ta mới cho dưa leo và phần cà chua vào, chúng ta đảo chung nè. Dạ. Tất cả những cái nguyên liệu này rất là nhanh chín, quý vị khán giả cho vào, chúng ta sẽ đảo đều lên. Khi chúng ta đảo đều rồi, bây giờ quý vị khán giả sẽ nêm thêm vào khoảng một muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Phần tương ớt này chúng ta cho vào để giúp cho món ăn của chúng ta có màu sắc đẹp nè, có cái vị nó hơi cay cay một chút xíu, rất là kích thích khẩu vị. Em cảm ơn cô. Quý vị ơi, chúng ta cùng lưu ý lại bí quyết này nào, là chúng ta cho tương ớt vào để tạo vị cay nhẹ và màu sắc cho món xào. Bên cạnh đó còn kích thích khẩu vị và thẩm mỹ của món ăn nữa. Kế đó thì chúng ta sẽ cho hết tất cả phần thơm và cần tây vào, chúng ta đảo đều. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi chúng ta cho thơm vào trong chảo, chúng ta sẽ cho vào giai đoạn cuối cùng. Đừng cho thơm vào sớm quá, khi xào chín với các nguyên liệu thì nó sẽ dễ làm cho cái thịt vịt nó bị bở đi và như vậy món ăn của chúng ta sẽ không ngon nữa. Cuối cùng thì chúng ta rắc thêm một ít tiêu và để cái cọc ngò vào cho nó thêm đẹp nè. Dạ. Cô sẽ lấy một ít đầy đủ tất cả các nguyên liệu cho Kim Thảo thử nha. Rồi.
cảm ơn cô. Mùi vị như thế nào thì không biết, nhưng mà nghe cái độ giòn khi mà Kim Thảo cắn vào cái miếng cần tây và dưa leo thì cô nghĩ chắc là đạt về độ giòn. Dạ, cô nói rất là chính xác. Thịt vịt thì mềm, thấm vị, rất là đậm đà, nhưng mà có vị cay nhẹ nhẹ rất là ngon cô à. Bên cạnh đó thì rau củ vẫn giữ được độ giòn của nó, rồi thấm những cái gia vị mà cô ướp vào á, ăn rất là ngon. Và chị Bích Sang thân mến, Kim Thảo tin chắc rằng chị sẽ rất hài lòng với món ăn ngày hôm nay. Đó là món vịt quay xào thơm mà cô Dự Thảo đã hướng dẫn cho tất cả chúng ta đấy ạ. Và chúng tôi cũng chúc cho quý vị khán giả đang xem đài cùng với lại vị khán giả quen thuộc của chúng ta là chị Bích Sang sẽ có một bữa ăn ngon bên gia đình với không khí thật ấm cúng. Quý vị thân mến, là phụ nữ thì Kim Thảo tin chắc rằng ai cũng mong muốn đem đến cho những thành viên trong gia đình của mình những món ăn thật ngon, những bữa cơm đầy dinh dưỡng. Và bên cạnh đó thì những món ăn phải hấp dẫn và mới lạ đó, đúng không cô? Chính vì vậy mà quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhau đồng hành với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và Kim Thảo xin được nhắc lại ba cách quen thuộc để quý vị có thể kết nối với chương trình. Đó là hộp thư số 620, bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Số điện thoại là 0838237557 và trang web chính thức của chương trình đó là mongonmoingay.com, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Và đến đây thì đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.